Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 8 tháng 11 năm 2019 của Môi Trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi Trường TV.